Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 5, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Hội nghị lần này là hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ cho ý kiến các nội dung, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, là dịp nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13. Hội nghị cũng sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây. Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 17 tháng 5 năm 2023.